Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng 1 tháng 4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây nhận được đơn trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Phương Thúy, 29 tuổi, tổ dân phố 1, Trung Sơn Trầm, về việc chị đi khỏi nhà từ sáng 29 tháng 3 đến nay chưa về. Khi đi chị Thúy có mặc quần áo xinh màu xanh nhạt, cầm theo điện thoại di động. Trước đó vào chiều hôm 29 tháng 3, chị Thúy có đến cục sở hữu trí tuệ số 386 đường Nguyễn Trãi quận Thanh Xuân Hà Nội và để quên điện thoại ở đó, đến nay gia đình không liên hệ được với chị Thúy. Liên quan đến sự việc trên, cục sở hữu trí tuệ cho biết sau khi nhận được thông tin, một phụ nữ tên Thúy có đến trụ sở cục sau đó mất tích. Cơ quan này trích xuất camera thì thấy rằng khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 3 một phụ nữ đi vào cục nhưng bảo vệ đã mời ra ngay. Người phụ nữ này có đánh rơi chiếc điện thoại và người nhà đã liên hệ và đến nhận lại. Công an thành phố Hà Nội thông báo, ai biết hoặc nhìn thấy chị Thúy ở đâu, xin báo cho gia đình số điện thoại liên hệ 0377 472 622 hoặc Công an phường Trung Sơn Trầm, số điện thoại 02433 931 129. Mong mọi người cùng chia sẻ thông tin để gia đình sớm tìm thấy chị Thúy.